365 ngày cùng với các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 278. Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 24 câu 44. Anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Lời của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Đời con chỉ là thoáng chốc, là một giờ trôi nhanh, chỉ là một ngày vụt qua rồi đi mất. Ôi lạy Chúa, Chúa biết để yêu Chúa trên đời, con chẳng có gì ngoài mỗi ngày hôm nay. Cùng các thánh học với Chúa Giê-xu. Canh thức và sẵn sàng là thái độ nền tảng mà Kitô hữu cần có trong cuộc sống. Chúa Giê-xu luôn nhắc đi nhắc lại thái độ này trong các tin mừng. Hôm nay chúng ta lắng nghe lại lời nhắc nhở của Chúa. Anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Tuy nhiên, sống sẵn sàng và tỉnh thức như thế nào trong đời sống thường ngày là tốt nhất? Sống canh thức và sẵn sàng chính là lúc chúng ta thắng mình, không để mình rơi vào tình trạng ngủ mê mà không sẵn sàng. Không sẵn sàng đón tiếp chàng rể đến, không sẵn sàng phòng ngừa khi kẻ trộm khoét vách nhà, và không sẵn sàng đón tiếp Chúa đến vào chính giây phút hiện tại. Như vậy, việc thắng mình và tỉnh thức sẵn sàng cũng có nghĩa là chúng ta ý thức và chú tâm sống giây phút hiện tại cho thật trọn vẹn. Trọn vẹn trong tương quan tình yêu thân mật với Chúa, trọn vẹn với từng suy nghĩ, từng lời nói, từng cảm xúc và từng hành động tương hợp với tinh thần của Chúa dạy dỗ. Khi sống như vậy, bạn và tôi đang nối từng phút, từng chấm của đời mình với phút cuối cùng, với chấm cuối cùng đưa ta đến ngưỡng cửa nước trời. Vì thế, có thể nói rằng tỉnh thức và sẵn sàng là sống trọn vẹn giây phút hiện tại theo lòng Chúa ước mong. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nhận ra được giá trị của tinh thần này và Ngài đã cầu nguyện với Chúa. Đời con chỉ là thoáng chốc, là một giờ trôi nhanh, chỉ là một ngày vụt qua rồi đi mất. Ôi lạy Chúa, Chúa biết để yêu Chúa trên đời, con chẳng có gì ngoài mỗi ngày hôm nay. Một vị thánh trẻ khác là thánh Luis Gonzaga cũng luôn ý thức sống tỉnh thức và sẵn sàng trong giây phút hiện tại. Chuyện kể rằng, lần nọ
vào giờ chơi. Louise đang chơi banh ngoài sân. Cha Linh hướng đến hỏi Louise: "Nếu một lát nữa Chúa gọi con về với Ngài, thì bây giờ con làm gì?" Câu trả lời của Louise làm cha Linh hướng rất hài lòng. "Con sẽ tiếp tục chơi, vì bây giờ là giờ chơi. Thánh ý của Thiên Chúa đối với con vào giờ này là muốn con chơi." Điều đó cho thấy Louise lúc nào cũng cố gắng sống đúng thánh ý Chúa, đúng theo đòi hỏi của tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Nên Louise có thể sẵn sàng về với Chúa bất kỳ lúc nào. Câu chuyện của thánh Louise Gonzaga như lời mời gọi ta ý thức rằng: "Ngày nào tôi cũng tự nhủ, tôi sống như thể hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi." Lạy Chúa Giêsu, thời gian là của Chúa. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, Chúa đưa chúng con vào thời gian và Chúa ban tặng thời gian cho chúng con. Chúa chỉ mong chúng con sống thật giá trị và thật ý nghĩa từng giây phút trên đời này. Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức nắm lấy tay Chúa khi chúng con khởi sự một ngày mới. Ý thức sống trong sự hiện diện của Chúa trong từng phút giây và sống trọn vẹn thánh ý và lời Chúa dạy chúng con trong mỗi khoảnh khắc của đời thường. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Teresa hài đồng Giêsu và Thánh Louise Gonzaga, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay mời bạn đọc lại lời của Thánh Teresa hài đồng nói với chúng ta hôm nay nhiều lần, và ta cùng tập sống thật ý thức và trọn vẹn giây phút hiện tại luôn có Chúa, luôn có chất yêu thương trong suốt hôm nay. Cuối ngày, trong phút hồi tâm, mời bạn cùng nhìn lại xem ta đã sống giây phút hiện tại trọn vẹn như thế nào và tâm sự với Chúa. Xuống cho nhân loại tình yêu Chúa.
Chúa tình yêu vô biên, lòng thương xót suối nguồn tình yêu, để được luôn có Chúa con hằng ngợi ca Chúa luôn, ca vang danh Cha vua trời đất vua tình yêu, tôn vinh danh Cha đấng toàn năng chí thánh, luôn yêu thương con dù ngàn lần con đã phụ Cha. Lòng thương xót suối nguồn tình yêu.